Sao có chuyện gì em nói đi. Tiền tiêu tháng nay không đủ ạ. Cái gì? Đầu tháng vừa đưa cho em 10 triệu xong, bây giờ mới giữa tháng mà em đã kêu là không đủ. Em đừng có mà tiêu linh tinh nhá. Nhưng mà bố em đang ốm, em muốn đưa bố đi khám. Bố em ốm thì em bảo anh em đưa đi. Bây giờ em đã có gia đình rồi, về sống ở nhà chồng rồi, suốt ngày lo chuyện bao đồng. Lần nào bố ốm cũng là anh em đưa đi, anh không thấy ngại à? Nhưng mà vấn đề là không có tiền đâu. Cái gì cơ? Hết tiền á? Anh vừa mới lấy lương xong cơ mà. Anh nói chuyện với ai đấy? Nói chuyện với ai? Chuyện công việc chứ có gì đâu. Có thật không? Khổ quá, anh đã nói là công việc là công việc. Nếu như mà thật ý thì anh đưa điện thoại cho em xem. Em bị làm sao đấy? Xem cái gì mà xem? Đưa đây. Không anh đưa. Anh đưa cho em xem. Này, em bị điên. Đưa đây. Cô bị làm sao đấy? Đưa cho em xem. Ngồi xuống. Cô bị điên à? Thằng kia, mày làm cái gì thế? Dạ. Ai? Mẹ làm sao đấy? Mẹ làm gì đấy? Đừng gọi tao là mẹ. Tao không có cái loại con như mày. Ok. Đến vợ mình mà mày còn dám đánh thì mày có còn là đàn ông nữa không hả? Mày nghĩ đi. Từ ngày vợ mày bước chân vào cái nhà này, đã có lúc nào nó khiến mày phải đau đầu chưa? Vợ mày nó lo chu toàn việc nhà, sắp xếp mọi chuyện lớn nhỏ. Còn mày, mày đã làm được gì cho vợ mày chưa? Kìa mẹ. Mày để im cho mẹ nói. Đêm con mày khóc đòi sữa, một mình nó chăm sóc. Còn mày thì sao? Ngủ như chết. Hôm bố mày đi viện vì đau tim, vợ mày một mình chạy đôn chạy đáo thu xếp. Còn mày, mày làm được cái gì? Mày ném cho nó một ít tiền. Mày tưởng ấy, đồng tiền của mày là to hả? Cái tát vừa rồi là tao tát cho vợ mày. Còn mày... đây. Cái tát này là tao tát cho tao. Người ta bảo làm phận con thì phải đặt chữ hiếu lên đầu, làm con thì phải hiếu thuận. Thế bố mẹ nó không phải là bố mẹ mày à? Hả? Mày không chăm sóc, lo toan cho họ thì thôi, đằng này mày lại còn cấm nó, không cho nó chăm sóc bố mẹ nó. Mày, mày định để cho nó cũng coi thường bố mẹ mày như mày đúng không? Hỏi thằng bất hiếu kia. Con, mẹ cũng tiết kiệm được ít tiền, con cầm lấy, cần tiêu gì thì con cứ tiêu. Ok mẹ, sao mẹ lại làm thế? Mày câm mồm. Dạ thôi ạ, con không dám nhận đâu. Đây là tiền dưỡng già của mẹ mà. Mẹ bảo cầm thì cứ cầm, cầm lấy. Nhưng phải nhớ lời mẹ dặn, là phụ nữ không được để thiếu tiền, phải luôn luôn làm chủ trong tài chính của mình thì mới không bị người ta coi thường. Con nhớ chưa? Mẹ, con cảm ơn mẹ ạ. Đứa nào làm sức xe của tao hả? Anh ơi, có chuyện gì đấy? Cậu ơi, cậu có nhìn thấy ai làm sức xe của tôi không? Hình như là kìa, em thấy ông vừa nãy lùi húi ở đây, không biết có phải ông làm không? Anh ra hỏi xem nào. Lão già kia, ông già, ông đi vào đây, đi ra đây, đi ra đây. Ông nhìn đi, ông nhìn đi, ông nhìn cho kỹ vào, hả? Sức thế này còn gì là xe nữa? Bây giờ ông tính thế nào? Ông biết xe của tôi là giá bao nhiêu tiền không hả? Tôi có ít tiền đấy ông.
chỗ này chưa đủ 100.000. Ông định trêu ngươi tôi đấy à? Hả? Đưa thêm tiền ra đây. Nhanh lên! Tôi chạy đôn chạy đáo cho anh em bạn bè và cả gia đình. Chỉ còn được cái tờ 20.000 thôi. Hà ơi! Ơi! Chú! Chú mới qua buổi sáng sao giờ lại qua nữa? Chú với anh Nhật còn ít nữa. Mà này, Hà ơi! Cháu có tiền cho chú vay mà ít. Chú vợ vô tình quẹt vào cái xe ô tô của người ta. Giờ không có tiền sửa. Chú quẹt vào xe gì chú không quẹt. Chú lại đi quẹt vào ô tô. Cháu lấy đâu ra tiền cho chú vay? Nhưng mà... mà người ta đã không biết thì chú chả làm gì. Chú cũng có giàu có gì đâu. Thôi, cháu xem chỗ này gì mua cho chú đi. Chỗ này cao giá lắm thì là 20 thôi. 20.000 thôi á? Trả thêm cho chú đi. Cháu là cháu ưu tiên chú lắm rồi đấy. Cháu lấy chú giá cao nhất vùng này rồi. Nếu mà chú không chịu ấy, chú sang bên kia. Người ta trả chú có 15 thôi. Thế chốt giá 20 nhá. Cháu cảm ơn, khi nào có thì chú lại mang sang chỗ cháu nhá. Chú cảm ơn nhá. Chú về cẩn thận ạ. Anh cầm tạm. Tôi không có thời gian để đùa với ông đâu nhá. Giờ tôi đưa ông cái số tiền này, ông đi sửa xe cho tôi. Ông mà sửa được ấy, tôi là con của ông luôn. Thôi, đi. Anh ơi. Ôi, ông mới già cả rồi. Đi bán ve chai cả ngày được có tí tiền. Có gì anh thông cảm không? Này, tôi mà thông cảm cho ông ý thì ai thông cảm cho tôi? Cậu thử là người bị hỏng xe xem, cậu có nhảy dựng lên không? Im mồm đi, đây là việc của tôi. Đi. Ông mới già cả rồi. Có gì thôi được rồi, ông phải là người chịu trách nhiệm. Đứng yên đây, đợi tôi. Có gì bình tĩnh giải quyết. Cậu tránh ra. Tránh ra. Ông làm xước xe của tôi đập vào xe của ông, coi như là hòa. Số tiền này ông cầm lấy, phải cố gắng sống thật tốt, ông biết chưa? Mình sắp đến nơi rồi nhá. Em có đói không? Em muốn ăn gì không? Hay là mình cứ đến viện thử ăn. Em nghe nói ở viện có cơm miễn phí, ăn không mất tiền anh ạ. Giờ này chắc hết cơm miễn phí rồi. Hay là mình đi ăn tạm gì nhá. Mình chỉ còn đủ mỗi tiền viện phí thì làm sao đủ tiền mà ăn được. Không sao đâu, cứ đi theo anh nhé.
ăn đi. Anh, rõ ràng là chúng ta có tiền mà, tại sao anh lại lừa dối người khác như thế? Em thôi đi, em có biết đây là tiền phẫu thuật của em không? Em biết là chúng ta nghèo, nhưng mà anh cũng không nên lừa dối người khác như thế. Ngày xưa anh đâu có như vậy. Nào, có gì đâu, hai anh em ăn đi, bữa này tôi mời. Ok, Quyên, Quyên. Này, đuổi theo em đi. Không sợ cô bị làm sao à? Không sao đâu anh, em có thể bị đói được. Như thế mà vẫn còn ngồi ăn được, ông có bị làm sao không đấy? Em là người tật duy nhất của em ấy, nếu như em đói thì không có sức để phẫu thuật ạ. Có người hiến thận cho em rồi, em sắp khỏe lại rồi đấy. Thật thế ạ? Nhưng mà ai hiến cho em ạ anh? À, họ yêu cầu không tiết lộ danh tính. Nhưng mà em muốn cảm ơn người ta. Chắc họ làm vậy đều có lý do cả. Chỉ cần em gái của anh sống tốt là được. Em hy vọng ân nhân của em cũng sẽ sống tốt. Bố mẹ em mất sớm, em lại là người thân duy nhất của em ấy, nên em mới có trách nhiệm. Anh, tại sao anh bảo là có người hiến thận cho em rồi, tại sao người đấy lại là anh? Tại sao anh lại lừa em? Anh xin lỗi, đừng có khóc nữa. Thôi, hai anh em ngồi xuống ăn đi. Ăn mà còn có sức, bữa này tôi mời. Ngồi xuống đi. Em ngồi xuống đi. Ăn đi. Alo ạ? Thôi, anh đừng có mà làm phiền em nữa đi. Em đã bảo là em có người yêu rồi. Anh đừng có nhắc cái chuyện đấy đi, em không quan tâm đâu. Thế nhá, anh đừng có làm phiền em nữa. Thôi, người em về rồi, anh đừng có gọi nữa nhá. Chào bác. Anh về rồi đấy à? Ừ. Này, anh uống nước đi. Anh cảm ơn. Hôm nay bán như nào rồi anh? À, ui, cũng may hôm nay gặp phải khách sộp, người ta mua một lúc phát hết nửa thùng luôn. Em ơi, thích thế. À, em đã ăn gì chưa? Em ăn cơm bụi rồi. Thế anh ăn gì chưa? Vẫn còn bánh mì, anh ăn tạm cho đỡ tốn tiền. À, em ăn của anh nhá. Thôi em ăn rồi, anh ăn đi, không lại đói. Em ăn gì? Em ăn no rồi, anh ăn đi. Ờ, thế anh ăn đây. Này, uống nước đi. Bánh mì nào? Bánh mì Hà Nội đặc biệt thơm ngon đây. Ai bánh mì đây? Bánh mì nào? Bánh mì đặc biệt. Đây đây. Mày đi đứng kiểu gì đây? Mì. Em nói đi, anh ta là ai? Giới thiệu với anh, đây là anh Vũ, người yêu mới của tôi. Cái gì? Người yêu của em á? Vậy còn anh? Anh là cái gì? Còn anh á? Anh chỉ là một thằng ngu. Thế anh nghĩ từ trước đến giờ tôi yêu anh thật lòng đấy à? Sao em lại đối xử với anh như thế hả My? Vì sao á? Vì anh nghèo. Nhìn anh ấy xem, anh ấy có xe, anh ấy có tiền,
Còn anh, có cái gì? Kiểm đi, em phải cho anh thời gian chứ. Anh hứa sau này anh sẽ lo cho em cuộc sống đầy đủ như bao người khác mà. Mày bỏ cái tay ra. Này, thời gian của mày á, được bao năm? 10 năm, 20 năm, hay là cả đời mày? Anh im đi, tôi không nói chuyện với anh. Để tao nói cho mày biết này, tao có tiền, tao có nhà, tao có xe, tao mua được cho cô ấy niềm vui. Còn mày làm được cái gì? Mày đã làm được cái gì cho cô ấy chưa? Cóc ghẻ, mà đoán gì thiên nga? Để tao nói này, mày ấy, mày có bán cả tỷ cái bánh mì ấy thì cũng không giàu đâu nhá. Đây là tiền tao trả mày cái xe với cái ổ bánh mì của mày. Mình đi thôi em. May mắn nhá. Rồi hai người sẽ phải hối hận đấy. Ai, bánh mì đây, bánh mì nào, bánh mì Hà Nội đặc biệt tao có đây. Chú ăn sáng chưa? Em ăn rồi anh ạ. Bây giờ chú lên trước đi, tôi mua cái bánh mì ăn đã. Anh làm giám đốc rồi đấy, ai lại đi ăn bánh mì vỉa hè bao giờ anh. Này, thế chú quên rằng là ngày xưa tôi làm thằng bán bánh mì à? À, chú ơi, chú bán cho cháu cái bánh mì ạ. À, cháu đợi chú một tí nhá. Dạ. Có bao nhiêu tiền hả chú? À. Ok. Chú ơi, chú có làm sao không ạ? Chú, bây giờ phải đưa chú vào bệnh viện gấp đi, chứ để thế này không được đâu. Anh cứ để em đưa chú vào viện. Anh ơi, anh nhớ Lan mình phải ký bản hợp đồng đấy anh ạ. Anh cứ yên tâm, chú để em lo. Ai bánh mì đây? Bánh mì vừa ngon vừa rẻ đây. À, dạ. Anh mua mấy cái ạ? Em gửi anh ạ, quá hết 10.000. Cuối cùng thì chúng ta sắp thoát nạn rồi đấy. Em đừng có lo, hợp đồng ở Ham TV anh nắm chắc 100% rồi. Chả có chuyện gì làm khó thằng Vũ này cả. Em ơi, chồng em giỏi thế. Ừ. Ô, từ từ anh ơi. À? Ai quen quen đấy nhở? À, tưởng ai, hóa ra là thằng bán bánh mì ngày xưa em ạ. Lại ủng hộ nó tí nhờ em nhở. Ê cô, cho xin một cái bánh mì đây. Thì ra là cậu à? Lâu quá không gặp nhỉ? Bất ngờ quá nhỉ? Anh vẫn chả khá lên là bao nhỉ? Suốt 7 năm thì vẫn đam mê với cái nghề bán bánh mì nhỉ? Mà hình như cũng có khá lên một tí. Cũng biết mặc đồ công sở đi bán rồi đấy. Thôi, em đừng nhiều lời cái thằng này làm gì. Bán bánh mì quen, bày đặt mặc áo sơ mi, quần âu. Này, hôm nay tao phải đi ký hợp đồng ở Ham TV. Công ty mà cả cuộc đời mày cũng không mơ tới đâu. À, vậy à? Vậy thì chúc hai người thành công. Này, mày đang chủ yếu bọn tao đi à? Em ơi, đừng nhiều lời loại như nó. Cái thằng mặt bánh mì như này ấy là phải đánh. Bánh mì à? Cả cuộc đời mày ấy chỉ đi bán bánh mì mà thôi. Mày vẫn mãi chỉ là con chó thôi.
Này, lần một ấy thì tôi không nói gì, nhưng đừng có được đàm mà tiến tới. Tôi nghĩ quả báo sẽ đến sớm với hai người thôi. Quả báo á? Tao nói mày nghe này, cả cuộc đời tao ấy, tao chưa biết quả báo nó như thế nào. Mày có không? Cho tao xem ấy. Này, thế để tao cho mày xem quả báo như thế nào nhá. Gơ, này, con làm cái gì đấy à? Hỏng hết bánh mì rồi. Mày làm gì đây? Mày làm bẩn hết áo tao rồi đấy. Trời ơi, mày làm bẩn váy của tao à? Đứng ra lại. Các người định làm cái gì thế hả? Anh Quân, sao anh lại ở đây? Sao chăng cái gì? Sao cậu lại đánh anh ấy? Cậu có biết anh ấy là ai không? Nó chỉ là thằng bán bánh mì thôi mà. Đúng rồi đấy, thằng này nó chỉ là thằng bán bánh mì thôi mà. Đứng ở đây làm bẩn hết hình ảnh công ty Hàm đấy. Anh cứ để chồng tôi xử nó đi. Mì biết cái gì? Đây là anh Trung, giám đốc công ty Hàm đấy. Các người mở mắt to ra mà nhìn. Không thể nào, cái ngư thằng bán bánh mì này không thể làm giám đốc được. Hai người nhìn cho kỹ vào, xem đây có phải là bản hợp đồng của chúng ta không. À. Ôi, anh ơi, em xin lỗi, em quả là có mắt mà như mù. Anh bỏ qua cho bọn em đấy ạ. Anh ơi, nể tình dù sao chúng ta cũng đã từng quen nhau. Anh ơi, anh bỏ qua cho em với. Tôi là chó mà, chó thì thù dai, nhớ lâu lắm. Anh ơi, em xin lỗi, tại em không biết. Bây giờ mà anh không ký thì công ty bọn em phá sản mất. Quá muộn rồi, vì chính tay cậu đã làm ướt bản hợp đồng. Tôi nói rồi mà, quả báo sẽ đến sớm với hai người thôi. Còn bây giờ, cứ thoải mái mà cầm lấy đi. Anh ơi. Anh ơi. Ôi, chết rồi vợ ơi. Bây giờ làm thế nào bây giờ? Thôi, đấy là